ở trong bộ phim Greatest Showman, quý vị đã nghe từ đầu. Với các em ở trong phim Bảo Trợ thân mến, và cũng như là tất cả quý vị khán giả ở đây, This Is Me là một bài hát nói về một đoàn xiếc có những thành viên có những đặc điểm rất là bất thường. Họ đã từng được đưa vào một đoàn xiếc để khán giả đến để xem sự kỳ quặc của họ. Nhưng bằng một sự nỗ lực phi thường, họ đã thể hiện tài năng của mình, tài năng ca hát, tài năng biểu diễn, tài năng diễn xuất, và họ đã trở thành một đoàn xiếc được khán giả đến và để lắng nghe họ trình diễn. Chị tin rằng là không chỉ các em, mỗi con người chúng ta đều có một câu chuyện riêng. Và ở đâu đó không phải ai cũng có một cuộc sống hoàn hảo hay là may mắn. Và chị hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau mạnh mẽ vượt qua những giới hạn của mình. Bởi vì hãy tin vào tình yêu và sự sẻ chia như hôm nay các em thấy. Và chúng ta sẽ có nhiều món quà như thế này tốt đẹp ở đằng trước các em nhé. Xin cảm ơn quý vị ạ. Green.